Mình không hết được đâu con trai tôi không tình yêu Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô Mình là Bác Tô đây Và mình rất là suy nghĩ luôn Gọi là suy nghĩ rất là nhiều Vì đây là video thứ ba trong ngày của mình à, Nhưng mà tại vì giãn cách xã hội rồi Cũng chả đi đâu được Không không đi câu cá Giờ ở nhà thì rảnh rỗi quá Mà cài mấy con kinh nghiệm thì cũng phu, cũng nhiều quá Chật rương cộng mấy con tướng này lên 80 rồi đó thì uh, cho nên là đất ơi thì cái lỗi này tôi tôi ghét nhất là mấy cái lỗi này nè nhưng mà có một cái cách khắc phục anh em à đó anh em thấy không chỉ cần nhấp vào một con tướng thôi sẵn hôm nay bác tô chị với anh em một bí kíp không cần phải đấu kem đâu đó rồi thì uh, đây là cái ông ao à khoáng để không quên hoài đây sẵn nói về cái vụ code nè thì mình có thêm hai code mới nữa mình sẽ để dưới phần mô tả video và ghim dưới bình luận tại lúc sáng đáng lẽ là nếu mà tôi uh, tôi 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 chịu vô Discord tôi coi thêm một lần nữa tôi chết lần nữa thì tôi tôi chia sẻ có hết cho anh em rồi. Tự nhiên hồi sáng thì thấy có một code trong update đó thì xong rồi cái làm video xong cái để cái Discord ngay đó là xong là copy qua cái tưởng đâu có một code. Code thì mình nhập hết rồi, ăn uống ăn giọng hết liền luôn rồi anh em. Được rồi. Thì đây, đây là cái ông tên gì đâu tại tôi tôi phải mở là tôi coi cái ông này tên gì ông này tên là Netero đó tôi tìm hiểu dữ lắm nhưng mà thật ra là tôi tìm hiểu hoài không được cái xong là tôi phải hỏi người khác cái xong người ta chỉ thì người ta nói ở đây là Netero trong cái hoạt hình Hunter x Hunter nó thấy ghê không anh em rồi, rồi, thì cái ông này á mình nói mình khẳng định luôn trong update này ông này là ngon nhất rồi ổng ừ, đi Infinity phải nói là rất ngon và Tori thì cũng ngon không kém đó cho nên là các bạn có thể là tận dụng được cái ông này rất là nhiều nhưng mà mình nghĩ cái gì mạnh quá thì sao update thì nó sẽ bị nét thôi à, điều đó là các bạn cũng có thể thấy ở Roly và kuma đó anh em có thể thấy là Roly kuma bị nét là gì nó quá mạnh rồi ha còn ông này mình nghĩ là để xem mình vô là xem là cái mức mà nâng tiền như thế nào rồi xem là có nó bị bị nét không bị thay đổi mức giá tiền không á à, Ông này thì chắc là video này mình sẽ đi uh, infinity luôn nha anh em phải đem con te theo dép để ra ông này á, ông có một cái gì nè Để ra ổng đép cũng ngon lắm, nâng cấp lên thì cũng mạnh lắm Nhưng mà bởi vì tầm đánh nó hơi bị ngắn á Nâng mấy cái giai đoạn đầu nó không tăng tầm đánh Rồi tốc độ đánh là 4 giây một lần cho nên là Đép cái giai đoạn đầu không ngon, đặc biệt là khi có clone Rồi thì cái phần đép đầu Infinity mình nghĩ chắc mấy bạn không coi đâu hả ta Có coi không? Thôi thì chắc là mình... À, thôi mình mình làm luôn phần đếp đầu ha còn map thì mình nghĩ là mình chọn map này đi Tại đi map tiết hoài Chứ thật ra thì tối ưu nhất là vẫn là map tiết thôi Không có map nào hơn map tiết đâu ừ, Nhưng mà là một cái làm hoài Anh em là chán tôi Thế là tôi phải thay đổi thôi Ủa à, thay đổi sao tôi không đi mấy cái map kia ta ừ, Mà thôi như là cái map này là map mình làm clip ít nhất á, Cho nên là mình làm clip cái map này luôn Nhưng mà thật sự thì mình Bình thường là mình thích chơi map này nè à, Chỉ làm clip hay là cần cái gì mà chạy cối thì Mới chơi map tiết thôi Tại vì cái map này á cái nền nó màu vàng mình chơi nó đỡ mỏi mắt nên nó vàng vàng cam cam và chơi nó dịu mắt lắm còn bạn chơi cái màu trắng á, thì nó rất là mỏi mắt nên là mình mình chơi cái nào mà cảm thấy nó tốt cho con mắt thì mình chơi hết anh em rồi mấy cái map kia cũng được như magic thao hay là map uh, map uh, map uh, map gì của đồ flamingo quên rồi anh em uh, cái map Uh, cái map uh, cái map uh, cái map uh, cái dương uh, quốc uh, cái mà uh, Red Rosa đó Red Rosa này mà giờ mới nhớ nói chung mấy map đó là chơi đỡ mỗi mắt lắm làng lá cũng vậy ờ à, thì nói ra hết rồi rất rốt cuộc hình như là chỉ có cái map, <cười> <cười> à, 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 map, map map tiết là chơi mỗi mắt thôi map nào chơi cũng được hết anh em rồi thôi thì bắt tôi nói nói vòng qua vòng lại thì nó bị quầy vốn Thế anh em thấy không? Bác Tô nói xong là lập qua lặp lại xong là nó bị lộn xộn xà ngầu ý hết nè. À. Ừ, khổ lắm. Mà được cái là tôi ngồi tôi chơi tôi bình luận vậy mà tôi bình luận được nha, mà tôi bình luận lại tôi tôi, tôi, tôi quay clip trước là tôi bình luận lại rồi tôi bình luận không được. Nó ngộ vậy á. Thà là tôi chơi vậy nha, lỡ mà tôi mất tập trung rồi tôi búp đam hụt hay gì đó cũng được nữa. Còn cái dạng mà tôi mà 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 chơi theo kiểu mà kia thì chơi không có được bây giờ là có bỏ cái cục ngọc cho vô cho con búp tiền vô thì dễ ha anh em bây giờ nó còn giá nó còn có 220 trăm dễ chơi dễ dễ nâng cấp giảm xuống 100 là thấy là khác hẳn liền ngày xưa thì mình đầu tư đôi lúc mình sẽ cảm thấy mình không lời mình bỏ ra ba trăm hai qua quay mình được chỉ bảy chục thôi đó cho nên là đôi lúc là lúc cái lúc đó là mình phải đắn đo suy nghĩ là trước khi đầu tư đúng không còn bây giờ thì mạnh dạng đầu tư luôn đó Gatte thì anh em đặt con gate ép ngọc thì ở đây thôi tép um, thoải mái rồi à. đây thì vẫn còn dư ra dư tiền đặt thêm một con nữa à, bây giờ cái giá tiền nó thay đổi công nhận nó khó quá ha anh em chứ bình thường thì uh, tiền thì nó rẻ rẻ dễ nâng ủa gì tiền đúng giá mình chơi theo cái logic cũ á còn bây giờ là mình có nhớ ba trăm hai trừ trăm còn hai trăm hai đây thì anh em biết lý do tại sao mình đặt ga trên đây không để kiếm tiền nhanh đó. chứ thực tế thì mấy con kia mình phải đặt ở dưới đây mình đép dưới đây thì nó làm sao mà kiếm tiền nhanh bằng được con ga te anh em con ghét á nhưng mà tôi tôi thích đọc thuần việt đọc ga cho nó nghe kiểu nó hay hay hơn Rồi, giết một con đi một con nữa một con nữa một con nữa rồi xong rồi cái này tội tham nè nếu mà để một con ga trên đây là xong rồi bởi vì cái tội tham á anh em Uhm, thôi thì kệ lỡ rồi. không sao? Dù gì thì uh, mình cũng hơi tham một tí. <laughs> Dù gì cũng hơi tham một tí thôi anh à, uh, em. trong cái đép đầu này mình sẽ đặt con này ra luôn, mình đép chứ không đặt kuma. Tại vì video này thì uh, review con này mà cho nên là mình đặt ông già râu ra. Đó thì mình không có quen gọi là Netero, mình gọi là ông già râu thì anh em có uh, có đồng ý hay không? Đấy, rồi, không đủ tiền rồi tay chân chậm chạp quá anh em ơi Bác Tô bây giờ già rồi Già cả bởi vậy Nhiều lúc là thao tác tay Nó không có được mà Nhanh nhẹn như anh em Quay qua quay lại là Cái là bấm hụt đồ các kiểu Rồi Rồi còn thêm cái nội tại tham lam Như lúc nãy nữa Rồi Thì bây giờ là power full xuống nè Mấy cái phần này thì anh em đừng có khớp Nói chung là đã có khắc tinh Của bệnh xương khớp ở đây rồi Đó Cho nên là mấy con này Được con gà nó đép hết nè đây, hey, mình chuẩn bị là mình sẽ đặt ông già râu ra Đây, bây giờ qua quay một phát mình sẽ nâng cấp ổng lên đó Nâng cấp cộng tới 500 mấy đam, anh em thấy ghê chưa Đó, bây giờ đó là coi như là đếp được con powerful rồi Lý do mình đặt ổng ở trên đây là để cho nó có gì nó giết bớt quái Hoặc là làm mềm lại á xuống đây con gà te nó đánh cho nhanh đúng không Mình nhanh có tiền còn hơn là đặt dưới đây thì Nó lại chậm có tiền hơn nó chỉ là chỉ là để một để, để, để mình có tiền nhanh đó nhiều khi mình qua quay mình nâng cấp mấy con búp tiền nó cũng dễ hơn ha anh em Đây à, sắp ra um, clone rồi à, Cái map này thì mình đép ở trên đây cho nên là clone nó gần lắm Nó gần mình cho nên là mình à, lát mình phải tốn tiền đặt những con tướng ra sớm hơn Đôi lúc lại không ngon nhưng mà được cái ban đầu mình đép nó lại ngon Nhưng mà nãy thì chỉ có một cái là bị tham lam Ây, có Lòng tham đó, lòng tham của bác Tô Rồi bây giờ là hai thì lúc này tôi đang suy nghĩ là mình sẽ chờ Mình chờ xem là đến quay 8 mình có đủ tiền để bỏ ra 3 hai và nâng cấp hay không Nếu không đủ thì mình sẽ nâng cấp con này rồi đặt thêm Để con tay sẵn vô đây Để mình 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 đặt thêm một con ra 2 bảy Rồi bây giờ là tôi đủ tiền anh em tôi tự tin lắm Đủ tiền đủ tiền nét quay một cái là đủ tiền nè Đó thấy chưa đó, cho nên là đừng có nâng quá sớm không như vậy là mình mới lời được á đó, bây giờ là mình bỏ tiền qua nâng cấp cái phần này và khi mà con clone nó xuống để đặt thêm hai con Gatte ở đây. Đó, đây nữa. Bốn con là đủ đép rồi. Tại vì con Gatte này nó mạnh lắm anh em à Ôi trời ơi, clone biến mất luôn hả? Ủa sao tôi giống tôi đang chơi chế độ normal quá hả trời. Tôi tưởng tượng như tôi đang chơi normal á, nó dễ dữ vậy hả trời? Ủa, tự nhiên sao nó dồn chết nhanh vậy, con clone bây giờ nó bị yếu rồi. À. Không lẽ là qua update bây giờ nó giảm sức mạnh của những con clone xuống. Tại vì đây là một cái sự khác biệt khi mà mình chơi cái trial 1, mình nhớ lại rồi. Cái trial 1 á thì um, con clone nó um, nó cũng không có trâu đến như vậy. Trời ơi oh, nhiều chuyện quá. Trial trial một mình thấy là con clone nó không trâu đến như vậy. Bây giờ hình như là nó đã giảm sức mạnh của con clone xuống ở những cái một số map rồi. Ừ, như vậy là nó làm cho mình dễ chơi hơn một cái mấy cái cái chế độ stream e mà mình kiếm những con nâng cấp á sáu sao á chẳng hạn như ngày xưa mình chơi cái map tuyết để để nâng cấp con Rengoku thì thật sự đi đi thì đi, gọi là đi tem hai cũng không đi nổi đi một mình thì lại càng không bao giờ được đó đó thì trời, 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 trời ơi <laughs> thôi thì lỡ rồi ừ, là rối quá mất tập trung hết rồi đó cho nên là bây giờ nó thay đổi như vậy thì tốt hơn nè Clone bây giờ nó giấy không Cái cả là Infinity làm Clone nó yếu hơn á, Thì người ta cũng dễ chơi chứ không là giai đoạn đầu á. Cái lượng tướng mà để đép á, nó ít quá Cho nên là nó 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 nó, 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 hạn chế về cái lượng tướng đi Nó, khó đép đầu Thôi tôi biết vậy nãy tôi đâu cần đem con gate theo anh em Đúng không? đó hồi đó là cái, cái lúc mà con cờ lon trâu vậy mình chỉ có phụ thuộc vào gate thôi nhưng mà bây giờ thì, thì, thì mình đặt con mấy con ra mình đép ở dưới rồi mình bỏ đi một cái slot gate ví dụ như bỏ cái slot con ghét này nè mình đem theo được cái con cái, cái con meta để mình lát mình đánh quái bay nhưng mà đem con dựng thời gian yotaro đồ các kiểu ừ. đúng là chỉ gì mà chỉ có một cái cái mà thay đổi về cái con clone đó cái là nó thay đổi nguyên một cái meta game anh em ạ Hóa ra là vậy 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 là bây giờ con clone nó bị bị giảm sức mạnh rồi Đây thì lát mình sẽ nâng cái ông già râu lên một tí để đánh powerful Chứ không rồi lại đánh không nổi nữa Bây giờ up 12 nè, xong rồi Ông già râu này là đánh được quái bay Đó bây giờ thì tôi mới cho anh em nè Cho anh em thấy nè à, Nâng lên tầm này là ông được cộng một mớ đam Đó Bây giờ anh em bỏ ra 2 ngàn anh em sẽ đánh được quái bay Đúng không ta? đó 2000 thôi là anh em đánh được quái bay rồi mà tầm đánh ổng là 44 đó, tầm đánh là 44 và đánh theo a e dạng chữ v này vẫn là chữ v thôi à, rồi đam là 2001 so với cư ma thì không bằng nhưng mà thực tế thì mình nói thật với các bạn ấy, là cũng không có con nào mà uh, trong tầm này mà uh, con quái bay không có mình thấy không có cái có con quái bay nào ở trâu đến là như vậy đâu chỉ có mấy cái map trai ồ ấy. Chỉ có mấy cái map trai thì nó trâu thôi chứ mấy cái map mà Tory lại trim, bị trim về sau thôi.ủa gì Tori hay là, stream, stream gì, Tory hay là uh, uh, mấy cái map Tori thì quái bay nó đâu có trâu đâu. còn trong cái chế độ mà uh, Infinity á, thì về sau thì trâu thật á nhưng mà giai đoạn đầu thì nó thực sự thì nó không quá trâu. cho nên là cái lúc này là cái lúc mà hợp lý nè. thì bây giờ mình bỏ thêm 2.000 nữa uh, thì được tăng dam đó là lên được 3.000 mấy mà ông này thì ông đánh chậm quá, nên <laughs> mình phải nâng lên thêm mới được. đó, thì uh, bây giờ vậy mới diệt được quái bay ha. cái giai đoạn này là cái giai đoạn quan trọng nhất của cái ông già râu là anh em biết gì không tốn tới hai chục ngàn, hai ngàn để mình được cộng thêm 15 lăm tầm đánh và dam là cộng thêm 7 ngàn một, đó là dam này là vẫn là đánh được quái bay nha. Xem mình sẽ cộng ở đây đi ha. thì lát mình sẽ đưa cái đồ hình xuống đây. Uhm mình phải cần bố trí là cái ông già râu mới được anh em à, khoan phải đặt một con cư ma ra trước đây mình cho anh em thấy là cư ma bây giờ bị nét rồi đó không tốn tiền quá rồi thì à, mình sẽ dự định là theo mình đặt là cái ông già râu thì mình sẽ đặt trong cái khu này đó nè cái giai đoạn cái lúc nãy là mình nói là cái mà bỏ ra bảy ngàn mốt đúng không và thêm là cái hiệu ứng đánh mới đó thì mình sẽ nâng lên cho anh em xem Cái hiệu ứng này á, thì gần như gọi là hiệu ứng bán phần Mà cái nón thì cũng không gọi là cái nón Cái này thì uh, nó là 170 độ rồi Nếu là 180 độ người ta gọi đó là bán phần Nhưng mà nó tầm này thì mình cứ gọi là hiệu ứng AOE bán phần đi ha Cho nó dễ hơn em Rồi thì uh, nâng lên một phát nữa là update cuối Và uh, được cộng 7.600 đam và năm tầm đánh đó, Thì ông này đánh được 18.000 đam và 10 giây đánh một lần khác với lại cư ma nếu bây giờ mình bỏ tiền ra thêm nâng một phát cho cư ma nữa thì lúc này á, là cư ma là 10 giây đánh một lần đúng không anh em thì à, ông này là 18 k đam cư ma là 14 k đam đó. cư ma thì về à, sau thì đánh à, nâng lên phát nữa thì cư ma đam to hơn nhưng mà so với cái khoảng này thì tính ra ông này với cư ma là ngang bằng nhau bây giờ chúng ta có rất là nhiều con đánh quái bay mạnh có rất là nhiều con đánh quái bay mạnh luôn rồi đó, mà chưa kể là cái hiệu ứng mỗi con có một hiệu ứng aoe khác nhau cái ông cái cư ma là đánh aoe theo kiểu mà vụ nổ nghĩa là từ đây nó chọi ra tới đây rồi xong nó sẽ nổ ở đây nổ theo một cái diện tích dùng tròn ừ, có thể là nó trúng nhiều hoặc là trúng ít còn đối với cái ông này thì hiệu ứng aoe bán phần á, thì uh, nó tùy theo địa hình của map mà nó sẽ trúng được nhiều hay ít nhưng mà mình thấy là khả năng là nó trúng được nhiều hơn của con cư ma anh em thấy không nhưng mà đam to là được đam to đam này nó rất là to mà trúng còn được nhiều quái chẳng hạn như mình trong video trước mình review về Zoro anh em có nhớ không mình nói con Zoro với là thì mình nói là Escanor đam to hơn nhưng mà để so sánh với Zoro thì có rất là nhiều thứ để mình nói thật sự đi Escanor thì đi Tori ngon hơn đép đầu ngon hơn nhưng mà về cái phần mà về sau ví dụ như đi Infinity nếu anh em không có những con mà cực kỳ ngon như vậy nè thì Zoro nó sẽ đánh trúng được nhiều con quái hơn đó anh em lưu ý anh em để ý đi cái tầm đánh AOE chữ V của con Zoro rõ ràng là nó rộng hơn đó đúng không nó rộng hơn cho nên là nó sẽ đánh trúng được nhiều con phái quái hơn là cái tầm đánh AOE của con 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 con, con Escano lấy ví dụ như vậy cho anh dễ nè khi mà ví dụ như mình đặt con Escano hay là con Zoro ở đây đi thì con quái đứng đây Ừ, thì Escano đánh theo AOE chữ V của Escano đánh trúng chỉ có ba con quái đi riêng Zoro thì đánh trúng được tới bảy tấm con thì lúc đó anh em tính vào cái tổng số lượng đam Zoro sẽ gây được nhiều hơn đó như vậy thì bảy tấm con ở đây đều mất máu nó mất máu đều đều thì nó mới um, lát mình đỡ phải đánh những con trên hơn đó, như vậy là nó ngon hơn cái chỗ đó nói chung là mỗi con đều có một cái ngon dở Escano thì đép đầu là nó cực kỳ ngon rồi với cái kiểu mà nâng cấp rẻ tiền đó tầm đánh ban đầu cộng vô cũng xa nhưng mà thôi trở lại với cái phần này Chủ yếu là mình muốn uh, giải thích cho anh em á, Là giữa hiệu ứng AOE giữa mấy con này nè Cái con cái hiệu ứng kiểu của ông này nè Mình thấy không? Anh em thấy không? Đánh trúng được nhiều con quái hơn Đây là do cái map này thôi Mình sẽ tìm hiểu ở những cái map khác Coi là nó như thế nào là tối ưu cái hiệu ứng AOE của ông này Nhưng mà chắc là đi đâu thì cũng về map tuyết thôi anh em à Và mình đặt vào những trong cái cục á Để cho nó đẹp Nhưng mà chủ yếu là những con như thế này chắc là chờ đánh quái bay thôi chứ thật sự cũng không có phải là ưu ái để mà dép đép những con quái kia phụ đam cho meta đồ các kiểu rồi thì bây giờ mình nâng mát mấy ông này lên hôm nay 18 k đam đúng không mình sẽ đặt búp đam ra để mình búp thử ha búp đam thử coi là 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 bao nhiêu ừ. rồi bây giờ mình búp xuống một phát coi coi là đam bao nhiêu rồi mình đặt hết ra ha à, như vậy là đam ổng là được 55 k 55k so với uh, kuma thì 68k nhưng mà ông này 10 giây đánh một lần nha, kuma là 15 giây cho nên là để mà so sánh hai con nó cũng phải tùy vào cái cái vị trí mình đặt cũng như là tùy vào cái map nữa anh em à Cho nên là nói về so sánh thì thời gian hoặc là để nói mà con giờ giữa nó giữa cái ông già râu này và kuma ấy, con nào ngon hơn á thì chỉ có thời gian mới quyết định được thôi anh em ạ. À đó, chỉ có thời gian mới quyết định được thôi. Có cái điều là ông này thì uh, trong đây thì đặt ra mắt quá ha. Ừ, còn để nếu mà đi uh, đi đi Tori á thì cũng được. Các bạn nên nên tới đây thôi, hoặc là tới đây thôi là ngon rồi. Mà đam là cũng to đúng không? Đó, nó tầm 3.000 đánh được quái bay cái kiểu đa 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 dụng hơn. Nhưng mà đây 10 giây. Thực sự thì 10 giây này đánh chậm quá. Cho nên là nếu mà đi Tori um, Kuma nó vẫn ngon ha. Nhưng mà phải có tem phải kết hợp còn ông này là ổng kiểu như là có thể thay thế cho được kuma trong tori nè thấy không nó nó dễ chơi dễ đép, dễ trúng dễ chơi dễ trúng thưởng ha rồi bây giờ thì mình chỉ cần bố trí hết đội hình ra coi rồi sau đó mình búp đam để xem là mình đi được tới đâu ha anh em thì phần này thì cũng không còn gì để coi nữa Ừ, được rồi thì uh, quay 36 rồi mình không chắc là mình có thể quay về qua được quay 43 không cho nên là mình bình luận từ đây thật ra thì uh, mình chưa đặt hết chưa nâng cấp hết được những con tướng bởi vì ông này mắc quá tiền nâng mắc còn hơn dead note nữa mắc hơn tí so với dead note uh, lúc nãy anh em mình có lấy máy tính rồi mình ngồi mình tính lại mình chia ra thì uh, đối với con kuma uh, thì đam trên con số thì uh, đam của kuma to hơn nhưng mà đam dps theo thời gian ủa đam dps uh, có nghĩa là một giây gây được bao nhiêu đam thì cái ông già râu này ông gây được nhiều hơn đó bây giờ là có lấy lấy 18.000 này nè chia cho 10 thì đam mỗi giây là 1.800 đúng không Còn lấy cái đam 22.000 này 22.700 này chia cho 15 á, thì đam của Kuma nó chỉ tầm trên 1.000 rưỡi thôi à, đó nhưng mà ông này thì cái, cái AOE của ổng thì nó sẽ trúng được nhiều quái hơn À, nhưng mà mỗi con thì nó có một ưu và nhược điểm khác nhau thôi thì kuma thì được cái là tầm đánh nó sẽ rộng hơn ừ, tầm đánh này thì nó rộng thì đôi lúc những con quái mà nó con quái bay nó bay tuốt dưới đây nè thì con kuma nó vẫn target theo được thì nó sẽ dồn đam cùng mình đó thì như vậy thì nó sẽ có một cái lợi trong infinity còn riêng với lại ông già râu này đôi lúc nó vẫn có cái lợi nhiều khi con quái bay bay chưa tới quái đi bộ đi tới đây thì thì cái ông này đang quánh ở đây nhưng mà con quái bay ở đây nó đã trúng đam rồi, còn kuma thì không có cho nên là mỗi con có một cái lợi, cho nên mình mới nói là bây giờ mà so sánh những con này nè, ừ, con nào hơn á, thì rất là khó nói, không nói được luôn, chỉ là thời gian thì mới có thể trả lời được thôi. Mình chơi một thời gian thì đối mình á thì mình nhận thấy là con nào ngon, con nào không ngon thì tùy theo ý mình mà mình mình sẽ bít một cái đội hình thôi. Ừ, mà nói chứ chơi mà Chơi, chơi kiểu này á, chơi một mình nó thì không bao giờ đem được hết mấy cái đội hình như mình mong muốn. Bởi vậy nên là nó, nó 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 không được ngon ha. Ủa tôi đang búp đam cái gì ta? Ờ hình như là vậy. Hình như là vậy anh em. À được rồi, được rồi đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Tự nhiên ngồi nói xong cái mình cũng không nhớ là mình làm cái gì hết. Đó thì uh, bây giờ là búp lại Ê, thì uh, vừa vừa chuẩn luôn. Mình tự nhiên lúc mà đớ người đó mình đơ người mình đơ lâu quá cho nên là búp hơi bị lỗi. Bây giờ thì ngồi búp đam với lại nâng cấp cái con uh, gate này thôi. Đó bây giờ rút ra một cái kinh nghiệm là mình uh, ui, hey, mình búp đam sai rồi đó anh em. Anh em thấy chưa? Nãy là tôi có một cái gì đó sai sai. <laughs> Ê bây giờ mấy con uh, này nó còn chưa hồi nữa kìa. À đúng rồi, đúng rồi Nhưng mà sao, sao, mấy con này chưa hồi Đó là tôi búp sai chứ đúng gì Đúng con khỉ chứ đúng <laughs> thì như sao tôi, tôi, tôi bây giờ tôi làm cái gì mà tôi làm sai hết rồi anh em Rồi búp đây nè Rồi sao mà chờ mấy con này hồi lát búp lại Ủa ờ, mình búp nhanh quá không ta Búp nhanh quá vậy lát sau búp kịp Ôi ô mấy con chạy bộ này nó chạy tới đây Nó vẫn còn nhanh dữ vậy ừ, Rồi bây giờ tôi không tin là tôi có thể vượt qua được quay 41 sau một pha mà làm lỗi đó của tôi bây giờ phải canh nè. Này vừa hết là búp liền luôn nè. Thì mình mới không bị lỗi mà thôi. Bởi vậy, cho nên là đôi lúc cuộc sống nó có những cái lỗi lầm mà mình khó mà có thể mà sửa chữa được liền đó anh em. Bây giờ chờ tí cho nó có một cái giãn cách đó anh em rồi mình búp lại để không <laughs> rồi, rồi rồi lát là nó nó gần quá cái là 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 lại 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 lại, 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 lại bấm không kịp nữa ha đó mới nói là cái lỗi lầm không sửa được mà giờ cũng sửa được rồi nhưng mà tới quay quái bay mà không sửa được thì đúng là không sửa được còn bây giờ thì uh, có thể sửa được nha anh em rồi bây giờ canh cái con này búp lại không nói thiệt chứ đôi lúc <laughs> tôi tôi bị cái gì đó anh em à ngồi uh, giờ canh con trên đây um, chờ quái bay xuống thôi Bây giờ những con quái uh, chạy bộ nó còn chưa đi xuống sâu được mà Cho nên thì uh, vẫn còn thoải mái Kể cả ở đây mình có gà te Gà te kéo ngọc này vô thì dồn đam ghê lắm anh em à đó, Một giây là mười mấy ngàn đam đó Dồn là thuộc dạng mà nói về dồn đam một mục tiêu là đỉnh cao Bây giờ chỉ có yotaro và gà te thôi uh, Gà te, yotaro bây giờ là nó có bị nét một tí và đam hả gì anh em Cho nên là... Uh, một giây thì uh, um, để coi năm uh, 50 nó uh, còn chỉ còn có 53 k đam mà chứ cũng không còn được uh, 54 k như hôm đó còn bây giờ tính theo nếu mà 5 giây á, uh, tính tính khoảng là 5 giây gây đam một lần á, uh, thì con gate này cũng ghi được tới 6 mấy đam cho nên là uh, gate bây giờ nó mà dồn 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 đam một mục tiêu thì gate vẫn là đỉnh cao đó, uh, những cái con chạy bộ nó không qua được xa như thế này á, uh, thì nó sẽ có lợi thế để cho mình à, đi 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 qua những cái quay xa hơn mong là những con quái bay nó không đi xuống sâu được thì những con quái bay nó 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 có một cái chỗ trống để cho con quái bay nó bị đánh không nó có cái khoảng trống lát quái bay xuống thì cái con những con này của mình nó target theo quái bay được nhiều hơn ừ. thôi và nói chung là tôi cứ mắt tôi cứ nhìn vào con búp đam đầu tôi thì suy nghĩ về cần câu cá đó cho nên là tôi bây giờ tôi mất tập trung quá anh em mà còn suy nghĩ về câu cá mà còn bình luận nữa đầu tôi bị chia ba rồi <laughs> chia ba sẽ bảy rồi anh em à ôi quay 45 tôi mong là tôi giết được con quái bay này thật sự bây giờ đi theo kiểu này nói có có tem thì nó lại sướng quá rồi có dừng thời gian nữa không hoặc là có con meta các kiểu ừ uhm tôi nghĩ là bây giờ đi nếu mà đi đem mà con dừng thời gian qua ra qua Yotaro theo á là mình đi được cái quay 50 nha anh em đội hình bây giờ ngon quá ồ oh, diệt được cái đợt quay bay này luôn rồi quay 46 còn một đợt quay bay cuối có quay 48 nữa thì như vậy nếu mà đi map tiết thì tôi tự tin là tôi qua được quay 50 còn này thì không biết sao nha tại vì uh, bây giờ những con chạy bộ đi được tới đây rồi khó ăn nha giờ quái bay nè giờ canh búp đam đây giờ làm cái con quái bay này không diệt được đâu một con chạy nhanh đã đi qua đó như vậy là nếu mà cái map này mình đem theo dừng thời gian là không đem con gate thì ngon đem theo yotaro là mình mình đi được tới quay 50 rồi rồi nói cái 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 bây giờ với cái đội hình như thế này nè uhm. rồi ông già râu này là cái ông này nó ông quá ngon rồi anh em cực kỳ ngon luôn với cái kiểu này mình đi đi tem mà đi nói chung đi infinity thì nó cũng cực kỳ dễ luôn sẽ là một meta mới để đi infinity rồi bởi vậy ổng nằm trong cái hình đại diện luôn của game mà lần trước thì con mina nằm đó chứ mina không có ngon đâu đép đầu cũng không có ngon gì mấy hết tại vì mấy con khác thì nó lại ngon hơn con cũ nó vẫn còn ngon hơn con mới nữa mà thôi được rồi thì video này mình đã review về ông già râu ông già râu tên gì quên rồi để coi lại coi ông tên là Naitero đó thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn cảm thấy sao về video này đây là bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha.